Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tập 2 của cái Segi xe khách Thành Bưởi, cũng như là Segi đi Thành Bưởi từ Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh đây các bạn. Trong tập vừa rồi thì mình với các bạn đã cùng nhau đi một cái đoạn từ bến xe Cần Thơ. Bến xe Cần Thơ là ngay chỗ này nè các bạn. Sau đó đi tiếp về qua Cần Thơ, sau đó qua Vĩnh Long, sau đó từ Vĩnh Long đi tiếp cái cầu Mỹ Thuận. Qua cầu Mỹ Thuận thì hiện tại mình đang có mặt tại Tiền Giang. Hiện tại đây là mình đang ghé chỗ ngay cái trạm dừng chân Minh Phát nha các bạn. Thì trong cái tập 2 này thì mình cùng các bạn sẽ đi tiếp cái chuyến hành trình đi từ đây lên một cái đường qua địa phận của Mỹ Tho, rồi sau đó lên cái đường cao tốc đi qua Long An, rồi sau đó kết thúc tại bến xe miền Tây thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Thì cái tuyến đường ngày hôm nay cũng khá là xa, nhưng mà mình cũng sẽ tranh thủ đi cho các bạn nha. Hiện tại đang ngay chỗ trạm dừng chân Minh Phát, vẫn còn mưa rất là lớn nha các bạn. Ok, bây giờ là hành khách đã xuống đi vệ sinh, ăn uống các thứ chưa? Xong rồi thì lên xe nha, giờ tôi đóng cửa nghe. Giờ ai mà còn ở đây nữa là tôi bỏ lại luôn nghe. Để máy lên, quên. Bắt đầu hành trình. Rồi, đóng cửa lại. Đóng cốp lại, đóng cửa luôn. Rồi, ok. Rồi bà con trên xe ăn uống đã đầy no say mê say các thứ chưa? Ok thì mình đi nha. Rồi ok, bây giờ bật gạt mưa lên trước cái đã, để không có gạt mưa không thấy đường đâu mà chạy. Rồi mình sẽ bắt đầu lui xe ra các bạn. À quên, hạ thắng tay nữa. Thắng tay nằm ở đâu ta? Đây thắng tay nè. Ảnh. Rồi lui xe ra. Tạm biệt trạm dừng chân Minh Phát nha. Ok, lui ra. Ok, rồi bây giờ mình sẽ chạy ra quốc lộ 1A nha các bạn. Thì nói chung thì hôm trước bày đặt màu mè quẹo qua bên chỗ Minh Phát, bên này cho nó rộng, nó gãi, nó đẹp, nó bự, nó to lớn các thứ. Giờ phải chạy qua cái len bên kia lại rồi các bạn. Mưa gió xe thì đông, không biết qua được hôm nay. Rồi xe nó lách tôi dữ vậy. Quá ghê, quá nguy hiểm. Rồi mình sẽ chuyển qua đây nha. Cho qua cái, từ bắt tài, cho qua cái bắt tài. Ok, kìa, dĩ mà quẹt cái kiến mình các bạn. Tao gì mới hay chứ. Chạy đi chứ đi bắt tài không. Dĩ mà tôi giống ra gì mà quẹt cái kiến trời. Quẹt kiến hậu. Chạy đi anh trai. Tính xuống kiếm chuyện tôi gì. Kiếm chuyện tôi phải không. Rồi ok, mưa lớn rồi thôi, mạnh ai nó chạy cho lẹ đi mấy anh trai ơi. Ủ thằng. Rồi bây giờ là chúng ta đã ra được quốc lộ 1A rồi nha các bạn. Thì từ đây thì mình sẽ chạy về cái lại. Đây là cầu ông vẽ, ông ve vậy nè. Về tới trà, về tới cái lại thì mình với các bạn sẽ cùng nhau đi cái đường tránh cái lại á các bạn. Mưa quá mưa luôn các bạn ơi. Đây, chỗ này các bạn thấy nó sẽ có một cái trạm dừng chân nữa. Thì đây là trạm dừng chân Phúc Lộc, một trong những cái trạm dừng chân của nhà xe Phương Trang nha các bạn. Đó, thì tất cả các xe khách Phương Trang hay là một số xe khách khác đây các bạn, người ta sẽ ghé vào ngay trạm dừng chân này nè. Trạm dừng chân này lớn lắm. Bạn nào đi Phương Trang chắc chắn có ghé đó rồi. Trạm dừng chân Phúc Lộc thì nó có một cái trạm dừng chân ở Tiền Giang này, với một cái trạm dừng chân ở trên Madagui trên kia các bạn. Madagui đi Đà Lạt ấy. Đó, cho nó cũng có một cái nữa. Đây là cầu Trà Lót nè. Cầu này nó có hai ngăn. Bên lên bên này thì mình đi ở dưới, còn lên bên kia đi cao hơn. Khả năng là cầu cũ, cầu mới các bạn, nên là sẽ có hai len như vậy. Cái gì vậy? Quảng cáo đâu vậy? Có bia các bạn. Cái mod âm thanh môi trường các bạn, khi các bạn chạy tí gặp cái biển quảng cáo nào là nghe âm thanh quảng cáo, biển quảng cáo đó liền. À, ví dụ như đây là biển quảng cáo BVOI đúng không? Tức là bên Dầu Khí Việt Nam ấy. Không biết có âm thanh không đây? Nghe coi. Có các bạn, mà nghe không rõ. Có, có.
chung 10 bạn các bạn. Chơi cái này trải nghiệm hấp dẫn lắm. Lâu lâu có mấy cái biển quảng cáo nó phát âm thanh ra nghe hấp dẫn liền. Rồi tới đây là tới đâu rồi ta? Tôi coi coi. Này là Trung Lương. À Trung Lương đi thẳng chỗ này là ngã ba của cái bè các bạn. Nếu các bạn muốn đi cái bè thì các bạn quẹo phải qua bên này. Đó, thôi có cả sa cơm băng nữa. Quá dữ. Cái bản đồ Việt Nam bây giờ đang update dạng kiểu là những cái biển hiệu ấy các bạn sẽ được việt hóa lại, nên là từ đây sắp tới các bạn nào mà muốn trải nghiệm bản đồ Việt Nam thì sẽ có những cái trải nghiệm thực tế hơn. Thì tất cả các bản mod mà ngày hôm nay mình trải nghiệm, từ xe khách cho tới bản đồ Việt Nam, hay là những cái mod âm thanh môi trường, những cái mod là nhiệm vụ làm xe khách và các thứ ấy, thì các bạn muốn mua có thể là truy cập lên trang web đó là shop.tải mod.com. Thì tại đây sẽ có bán đầy đủ tất cả những bản mod bản quyền của mình trải nghiệm map Việt Nam, xe tải, xe khách, rồi thùng hàng, rồi mod trang trí các thứ đầy đủ này nọ trên cái web đó hết. Nên là các bạn nào muốn chơi thì có thể lên web để mua ủng hộ mình nha. Còn đây là trạm dừng, là trạm thu phí cái lại các bạn. Trong game này hiện tại bây giờ là nó không có còn thu phí, nhưng mà bây giờ ngoài đời nó lại thu phí lại các bạn. Bây giờ mình cặp bên phải để mình vào đường tránh nha, tại vì đi chậm thu phí rồi thì phải đi luôn đường tránh chứ. Đoạn này thì ông nào mà muốn đi thẳng luôn thì cũng được, đi thẳng luôn là đi dẫn, nói chung nó dẫn đi trên quốc lộ 1A đó các bạn. Tại vì mình đi vào cái đường tránh cái lại này nè, nó sẽ hạn chế khu đông dân cư nè, rồi ít xe hơn nè, nói chung là đi nó sẽ ok hơn, nó ngon hơn được quốc lộ này. Nhưng mà bù lại thì đi trước đi sau gì thôi cũng quay ra quốc lộ 1A cho các bạn. Nên ông nào muốn không đi đường tránh cái lại thì các bạn có thể là đi tiếp đi thẳng cũng được, nó cũng dẫn các bạn lên trên cao tốc Trung Lương thôi. Tôi bây giờ tôi quẹo vô cái lại quẹo vô cái đường tránh để cho các bạn xem. Trong này thì nói chung là đúng kéo đường đi luôn các bạn. Quán cơm Phương 2 vậy nè. Chỗ này có vá xe rồi quán cơm các thứ luôn. Bác tài nào mà đói bụng có thể ghé ăn. Còn tôi thì tôi chạy chuyến hành trình này, vui mà ghé lại khách chữ tôi chết. Phải ghé chạy đường tránh ăn xong rồi các bạn. Ôi cậu nó nhồi. Mưa dây dẫn luôn hả các bạn. Cặp bên phải, sau đó tiếp tục đi thẳng. Cặp, kìa, cặp bên phải rồi đi thẳng hay có khác gì đâu. À, cái lên bên phải này mới được đi thẳng, còn lên bên trái đó là rẽ trái các bạn. Đúng rồi, GPS là nó dẫn đường ok các bạn. Tính chữ nó rồi các bạn, nó thì nó kêu cặp bên phải rồi đi thẳng. Thường cái lên phải là đa số các xe sẽ rẽ phải hết các bạn. Nhưng mà chỗ đó nó nghe cái ngã ba, ngã tư gì đây. Đây là cái trạm thu phí cây lại nha các bạn. Cái trạm này ngoài đời xây dựng xong rồi nha, nhưng mà trong game bây giờ chưa, vẫn chưa xây dựng xong nữa. Công an. Trời ơi, trời mưa trời gió và mấy chú công an vẫn đi tuần tra các bạn ơi, khổ thân chưa. Rồi các bạn thấy đi phía trước là cái ngã ba thì chúng ta đã gã hết đường tránh rồi đấy. Bây giờ mình lại tiếp tục quay ra quốc lộ 1A lại các bạn. Ok, dính đèn đỏ nữa coi. Rồi phía trước mình là nhà xe Phúc Thuận Thuận Thảo. À xe này là tuyến ở đâu vậy ta? 78F đi Tuy Hòa Bến Xe Miền Đông. Ok, Tuy Hòa Bến Xe Miền Đông mà đi đâu bên ở dưới miền Tây tôi về chào. Ai chưa? Đi xe công an các bạn thấy chưa? Đó. Trời mưa mà mấy chú vẫn đi tuần tra các thứ nha, nên là chạy phải đúng luật đấy, không là mấy chú công an bắt chết luôn. Rồi như vậy là mình đã ra được quốc lộ 1A rồi nha. Thay vì hồi nãy mà nếu các bạn không quẹo vào cái đường tránh cái lại hồi nãy thì các bạn cũng đi tiếp
nói y chang tôi luôn đấy. Nhưng muốn vào cái quốc lộ 1A thôi. Mình chạy một tí nữa thì mình sẽ vào ngay địa phận của Mỹ Tho. Vào một tí đây nha các bạn. Nó gọi vào địa phận của Mỹ Tho thôi chứ không phải là vào ngay Mỹ Tho à. Không phải vào ngay thành phố Mỹ Tho à. Rồi sau đó mình quẹo vào cao tốc Trung Lương các bạn. Đây là cầu Mỹ Quý. À, thường cái nhà xe khách Thành Bưởi nè các bạn. Khi mà qua cầu Mỹ Quý mình nhớ không làm là qua cầu Mỹ Quý rồi nè. Chạy tí nữa sẽ có cái trạm dừng chân Châu Thành. Đó thì thường những chiếc xe Thành Bưởi sẽ ghé cái trạm dừng chân Châu Thành đó. Nhưng mà trong cái game này nó cũng không có cái trạm dừng chân Châu Thành đó. Nên là mình ghé ngay cái trạm dừng chân Minh Phát và như vậy các bạn. À, trong này không có trạm dừng chân Châu Thành. Có một cái trạm dừng chân Châu Thành nhưng mà trạm dừng chân Châu Thành trên cao tốc. Còn cái trạm dừng chân Châu Thành mà trên quốc lộ 1A này thì nó không có. Cầu gì đây? Cầu Long Định, Long Ninh gì nè. Ê, cầu này nó như cầu hồi lúc đầu rồi các bạn. Ở bên mình đi thì nó cao, bên kia nó thấp. Và rải cầu dưới kia đấy. Tại nói chung cái đoạn này ấy, các xe khách bây giờ nó còn đi trên cái quốc lộ 1A này. Nhưng mà sắp tới các bạn, cái cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nó xong ấy, thì mình nghĩ tất cả các xe khách là sẽ bắt đầu là di chuyển lên trên cái quốc lên cao tốc hết luôn. Tức là họ không cần qua cầu Mỹ Thuận luôn. Đó, người ta đi từ Cần Thơ lên là đôi khi là chỉ cần qua cầu Cần Thơ hoặc đôi khi là khỏi qua cầu Cần Thơ nữa nó sẽ lên cao tốc luôn. Mình không biết là cái đầu cao tốc ở miền Tây nó nằm ở đâu nữa. Ui, để có cái trạm gì nè, nhà hàng gì ấy. Thì sau này thì các xe khách sẽ lên từ cao tốc đoạn Mỹ Thuận đi thẳng lên chơi trên Sài Gòn luôn các bạn, lên trên Trung Lương luôn. Đây đường vào cao tốc Trung Lương các bạn. À, còn nào muốn đi quốc lộ cũ thì cứ đi thẳng luôn. Tại vì cái cao tốc này hiện tại các bạn nó được miễn phí rồi, tức là nó không còn không anh trai tao quạt cái đi mên trai ông cứ thèm nhóc tức là cái cao tốc cũ này hiện tại các bạn hồi trước nữa thu phí nên rất là ít xe chạy vào, nhưng mà bây giờ nó miễn phí rồi. Ồ, nên là nhiều xe người ta chạy vào lắm. Qua đây là chúng ta bắt đầu vào địa phận của Mỹ Tho nha. Có trạm dừng trạm phòng vé của Phương Trang đó các bạn, thấy chưa? Rồi phía trước sẽ là cái vòng xoay. Khi mà các bạn quẹo trái là sẽ vào cao tốc luôn đấy. Rồi nhanh trái nha. Quẹo phải sẽ đi qua Lương Phú gì đấy. Ở vòng xoay sẽ vào ngã tư hai. Mẹ anh trai ơi. Giờ đi nhau. Rồi ra đây. Rồi ok. Như vậy là vào đây là chúng ta sẽ vào cao tốc luôn nha. Đây là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nha. À lộn, cao tốc Trung Lương thôi. Cao tốc này hồi xưa rồi các bạn. Hồi xưa nói chung miền Nam mình chỉ có đúng cái cao tốc này rồi các bạn. Mỗi lần mà đi Sài Gòn được đi cao tốc đã lắm luôn. Sau này thì cao tốc bắt đầu nó mở thêm cao tốc Mỹ Thuận nè. Rồi sau này thì có thêm cao tốc Gạch Sỏi Gạch Giá nè. Rồi có bây giờ có thêm cao tốc Long Thành Dầu Dây nè. Rồi cao tốc dài ra ngoài nữa các bạn, ra vùng ngoài ấy. Tại là bây giờ miền Nam bắt đầu phát triển đường xá này nọ rồi, rất là mừng luôn. Rồi các bạn thấy cái đường mà bên trái hiện tại nó đang bị khóa không?
Hiện tại bây giờ các bạn là cái đường đó nó dành cho những chiếc xe mà chạy ngược chiều lên, những chiếc xe mình đang chạy lên ga nè các bạn ạ. Chiếc xe này phải chạy bọc lên cái cầu, nó chạy suốt chứ không phải là chạy dọc cái này. Tại vì cái cao tốc với các bạn bây giờ nó đang bắn qua cái lộ bên kia luôn rồi, cái lên bên kia rồi. Tức là cái xe mà chạy cái lên bên kia bắt buộc người ta phải chạy thẳng vô cao tốc Mỹ Thuận luôn. Mà muốn ra cái đường mà quốc lộ hồi nãy ấy, thì phải bọc lên cái cầu vượt đó. Đây, cầu vượt nằm đằng kia các bạn, phải bọc vòng lên cái cầu vượt đó. Nè bây giờ nó mở, bây giờ nó mở cái đoạn này ra nè. Trong này thì nó còn chặn nha bạn, ngoài đời thì nó mở ra luôn rồi. Tức là xe lưu thông thẳng lên trên cái cao tốc Mỹ Thuận đó luôn. Mẹ nói mẹ dừng âm đi. Rồi lên đây thì phải giữ khoảng cách an toàn nha các bạn. Khoảng cách 100m. Nói giữa khoảng cách 100m chứ tôi thấy xe nào lên đây rồi cũng chạy khích gịch nhau hết trơn. Nhưng mà thường trên cao tốc các bạn có để không? Những cái xe ấy đôi khi là nếu mà nó vượt thì nó vượt luôn nha. Còn xe nào mà nó không vượt các bạn, nó sẽ nằm xen kẽ nha các bạn. Ví dụ như là mình chạy lên bên phải đi, thì mình phải xen kẽ làm sao mà nhìn qua bên trái này không thấy cái xe nào chạy kế mình hết. Đó, chạy làm sao như vậy đấy. Xe phải xen kẽ nhau hết các bạn. Phải nhìn qua lại lên bên kia để mình coi nha. Không có xe nào mà nó chạy kế nhau á. Chắc là ít luôn. Xe nào mà chạy kế nhau khiến bị chửi lắm ấy. Cái đoạn cao tốc Trung Lương cũ rồi các bạn, nó được cái rất là hay. Đó là nó có thêm cái len thẳng cấp trong này. Giờ nó sẽ cứu thương, cứu hỏa, rồi xe cảnh sát, xe quân đội nó chạy đó các bạn. Quan trọng sao mình bà nội xe máy đi vô cao tốc chạy mọi người. Này công an này, chú công an bắt chiếc xe máy đi, chú công an ơi. Trời ơi bà nội đó, cú thăng bà thiệt chứ. Xe máy mà vô cao tốc chạy nó mới cha. Quá sợ quá, chạy ra kìa các bạn, chắc chạy lộn vô. Cái đoạn này là ra khỏi cao tốc, nó đi ra Tân An rồi, thuộc Long An rồi đấy. Nè, một chiếc xe máy được các bạn. Ô, xe máy vô cao tốc nhiều vãi chưa. Không hiểu luôn ấy. Vì cái cao tốc mà nó có được thêm cái lên khẩn cấp như vậy đó các bạn, nên là cái tốc độ cho phép của cái cao tốc này hiện tại là 100 km/h, nó quá dữ luôn, nghe thấy hấp dẫn rồi đúng không các bạn. Còn cái đoạn cao tốc mới sau này được nói với cái cao tốc Trung Lương này là cái cao tốc Mỹ Thuận ấy, cao tốc ở dưới kia ấy, cao tốc mới ấy, thì nó chỉ có hai lên thôi, lên này và lên kế bên thôi, không có cái lên trong cùng đó, nên là xe mà chạy ở trong cái đường mà cao tốc ấy, cái tốc độ cho phép thì nó cũng có 80 km/h. Bạn thấy giờ cao tốc đông xe không? Giờ miễn phí mà mấy ông. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đi ngang cái và rồi sang ở bên phải. Sao lại ra bên phải? Đây là cái trạm dừng chân Châu Thành nha các bạn. Đây. Như mình nói từ lúc đầu thì đây là trạm dừng chân Châu Thành trên cao tốc. Đó, các xe hay ghé đây rất là nhiều luôn. Hai bên nhá. Mà xe tôi xe Thành Bưởi thì nó ghé trạm dừng chân Châu Thành ở ngoài kia. Hôm trước tôi có đi xe hơi với các bạn, tôi ghé đây đúng một lần luôn. Quẹo vô không có chỗ đậu xe là không. Thật ra nó cũng có vài chỗ nhưng mà kiểu tôi vẹo vào tôi thấy nó ít quá. Thôi tôi chạy ra luôn, ghé vào kiếm gì ăn, đi vệ sinh rồi các thứ. Công nhận đông thiệt, kiểu là trên cao tốc nó có mỗi cái trạm dừng chân đó thôi các bạn, nên là tất cả xe nó đi một cái đoạn đường dài rồi nó chỉ cần ghé vào để nó nghỉ ngơi rồi các thứ, nên là ghé vào rất là nhộn nhịp, rất là đông vui, rất là kẹt cứng người luôn. Yeah, đem hai chiếc xe máy đấy kìa các bạn, phải chữ chứ à? À, hai thanh niên. Trời đất ơi. Vậy thôi chạy ra lên khẩn cấp luôn đi cho nó ngầu.
chạy chỉ trong lên xe hơi với người ta. Bó tay hai ông nội thiệt chứ. Cái này là chúng ta bắt đầu về đến Long An rồi nè. Ê, trời. Nè các bạn thấy ngoài kia có cái tòa nhà như lâu đài không? Đó là cái Happy Land các bạn. Đó. À, là không biết Happy Land là gì thì lên Google search Happy Land. Đây là một cái khu vui chơi đây các bạn, nhưng chả có gì. Khá là nổi tiếng ở Long An. Rồi, đường trống cho qua cái mấy anh trai chị gái không? Dạ, ví dụ gì đây? Ví dụ gì trên này đây? Ví dụ gì nữa rồi? Ví dụ gì đây mọi người? Trời, trên cao tốc Trung Lương mà có kẹt xe nữa là gì mấy cha? Kìa. À, trên này đang sửa đường mấy ông ơi. Trời ơi, rồi, thôi chạy tôi đụng văng cái bảng luôn. Ê, cái gì vậy? Trời ơi. Chiếc xe hơi nó làm gì nó vô, nó lui vô, nó quẹt cái đít người ta kìa mấy ông. Nhìn chán nản không? Rồi, đi. Quỷ xe hơi. Qua mặt chiếc xe này luôn nha các bạn. Đây nó có một cái lối ga nữa nè các bạn. Đây là ga Bến Lức Long An. Ôi, hú hồn. Ôi ơi. Xe đậu lúng ra hú hồn các bạn. Nè ba bà nội tóc ba nữa rồi nè. Đó, chơi tóc ba, không để nó bảo hiểm lên cao tốc trời mưa luôn. Mấy cái kè đằng trước chiếc đó kìa, nó xe máy trên cao tốc nhiều các bạn. Cái này như kiểu là biết trên cao tốc bữa nay là không có công an đâu mà nghe. Nay đi lên cao tốc chạy xe rồi các thứ. Kiểu gì. Vậy gì vậy? Ôi xả tốc độ các bạn. Ơ kìa, mình đang chạy 70 km/h. Ủa đâu này nó cho chạy nhiêu ta? Ơ sao còn 60 vậy? What the hell. Ồ tới đoạn này là bắt đầu giảm tốc độ rồi các bạn ơi. Như vậy là chuẩn bị ra khỏi cao tốc rồi đấy. Làm gì cái xe đầu kéo trước mặt mà nó cứ chạy cà lạng ra cà lạng vô hoài vậy. Bên nó đang làm một cái đường, cái lối ga các bạn thấy không? Mình không biết lối ga là lối ga ở đâu nữa, nhưng mà tôi thấy ngoài đời nó cũng làm cái lối ga mà giờ nó cũng chặn lại, nó chưa cho ga nữa. Rồi ok. Bây giờ là mình đã bắt đầu chính thức vào địa phận của thành phố Hồ Chí Minh nha. Chạy 80. Rồi nó bắt đầu giảm tốc độ dần xuống để vào cái trạm thu phí rồi mấy không. Trạm thu phí này thật ra bây giờ nó cũng để hoang rồi. Tức là bây giờ nó để cho các xe chạy ngang giảm tốc độ xuống thôi. Chứ cái trạm thu phí này bây giờ ngoài đời nó cũng không có còn thu phí. Và cái cả trong game này cũng không có thu phí và đây chặn phí chợ điểm. Nó muốn đi lên nào đó đi. Rồi vô đây. Rồi như vậy là chúng ta đã chính thức ra khỏi cái cao tốc Trung Lương. Và bây giờ mình sẽ chạy thẳng cái đoạn này để ra cầu Nguyễn Văn Linh nha các bạn. Cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Thank you.
Nay trời mưa thấy cũng ít xe ha. Bình thường ở đoạn này ra đông xe lắm luôn các bạn. Mình đi mình hay bị kẹt cái đoạn này nhiều nhất. Nó có đèn xanh, đèn đỏ các thứ nữa nè. Kìa, tới mình cái đèn đỏ. What the hell. Tới mình cái nó dính đèn đỏ các bạn. Ok, nhưng mà không sao, bây giờ thì các bạn thấy là mình đã ra được khỏi cao tốc Trung Lương rồi. Và bây giờ tới đoạn này thì các bạn có thể là chạy một tí nữa thì chúng ta sẽ bọc ở dưới cái chân cầu Nguyễn Văn Linh. Thì tại đó chúng ta sẽ chạy thẳng lên trên cái đường Kinh Dương Vương, lên vòng xoay An Lạc rồi đấy, để chúng ta lên cái bến xe miền Tây. Cầu vượt Nguyễn Văn Linh đấy. Ở dưới sẽ là vòng xoay. Và rồi rẽ trái. Chỗ này công an nhiều lắm nhá. Rẽ trái. Rồi rẽ trái. Ok. Cái vòng xoay này rất là đông xe các bạn. Trường hợp mà nếu các bạn không quẹo qua bên trái này như mình mà các bạn chạy thẳng luôn ấy, thì cái đoạn đường đó là cái đường Nguyễn Văn Linh luôn. Đường nó rất là đẹp nha các bạn. Nhưng mà đi nó có trạm thu phí. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái đường này. Thì phía trước các bạn đó là cái cầu gì quên, cầu Bình Điền. Cầu Bình Điền. Gần đây là chợ Bình Điền các bạn. Nãy nếu mà đi thẳng luôn nó đụng ngay chợ Bình Điền luôn ấy. Chỗ này là bắt đầu nó lại tiếp tục có thêm một cái cầu vượt nữa. Cầu vượt này là cầu vượt Võ Văn Kiệt. À, quận phải lên đường Võ Văn Kiệt ấy. Từ đó thì các bạn đi đi xuyên rất là nhiều quận, quận 3, quận 5, quận nhất gì tùm lum hết rồi các bạn. Nè, cầu vượt rồi các bạn. Đoạn này thì ở giữa nó có một cái hồ. Bạn nào mà nói chung là đi miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh thì quá quen thuộc với cái đường này rồi. Rẽ trái, rẽ phải nữa. Đừng rẽ trái để qua mặt cái chiếc xe này nha. Rồi. Rồi tới đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ vào ngay vòng xoay. Vòng xoay An Lạc. Nhìn dây điện kìa các bạn. À, đúng kiểu Việt Nam à. À, dây điện tựa lưa cho các bạn. Cái này là còn gọn gàng đấy, chứ ngoài đời là dây điện còn dữ hơn nữa các bạn. Rồi lên đây thì mình vừa qua được vòng xoay An Lạc. Nó sẽ chạy một tí nữa sẽ đến đường Kinh Dương Vương. Đó là cầu An Lạc. Chỗ này nó sẽ có phân làn nha các bạn. Cái lane mình đang chạy ngoài này sẽ là lane dành cho xe hơi các thứ nè. Thì ngoài này được chạy đâu đó được 60-70 rồi đấy. Quên bà đó nha. Nhưng mà trong thì như chạy 50. Trong này nè. Trong đó xe hơi vẫn chạy được. Xe hơi 4 chỗ các thứ đấy vẫn chạy được. Như 16 chỗ vẫn chạy được luôn.
Nhưng mà lane nó thật ra là dành riêng cho xe máy chạy nhiều hơn. Xe hơi nếu mà ta đi xuyên ngang cái đoạn này luôn ấy thì ta chạy thẳng luôn ngoài này luôn các bạn. Ít ai mà chạy trong đó lắm. Rồi dính cái đèn đỏ nữa rồi. Mưa gió dính đèn đỏ hoài luôn các bạn. Bây giờ mình nhanh phải nữa nha các bạn. Mình quẹo vào rồi. Đi xe phía trước mình kìa các bạn. Xe tải mà nó không có cái thùng gì đằng sau nha các bạn. Nhìn có cái xương cơ mà. Nhìn hài vãi nồi luôn. Rồi mình sẽ nhanh phải vào cho các bạn. Như vậy là chúng ta đến bến xe miền Tây rồi nha bà con cô bác ơi. À, mọi người nhớ kiểm tra tư trang hành lý các thứ chúng ta chuẩn bị xuống xe. Đây là trạm dừng chân cuối cùng của chúng ta tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là trạm dừng chân của bến xe miền Tây. Rồi lộ trình mới. Đây là bến xe miền Tây nha các bạn. Dữ chưa? Quá giống thực tế luôn rồi. Đây là cổng vào nè các bạn. Hình như là bến xe miền Tây nó có 2-3 cổng gì lắm. Này nó là một cổng à. Cổng là không. Mấy cái ngăn để vào là như 2 ngăn, 3 ngăn gì. Đang tìm rồi. Đi mới. Thì tại đây thì đây là toàn cảnh bến xe miền Tây nha. Ủa sao mình nhìn thưa thớt cái vậy. Thì mình sẽ ghé ngay chỗ này các bạn. Chỗ này là cái chỗ mà trả khách. Thì khách sẽ xuống ngay đây. Đó, ok. Đậu ngay chỗ nhà xe Phương Trang luôn cho ngầu. Rồi ok bà con ơi. Tới nơi rồi. Chúng ta xuống xe thôi. Mở cửa ra. Cho nắng sớm vào phòng. Rồi bà con xuống xe nhớ kiểm tra tư trang hành lý các thứ nha. Ủa nghe thông báo không? Tại bến xe miền Tây 7:45 và khách giữ đường A9 Tân Trường. Đó đây là mod âm thanh môi trường các bạn. Cái mod này rất là hay nữa, các bạn nào muốn chơi thì cứ mua. Còn bạn nào mà thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like như là đăng ký kênh của mình nha các bạn. Hôm nay trải nghiệm đây là cái tập cuối cùng của cái series bến xe xe khách Thành Bưởi đi từ Cần Thơ lên tới Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình đã tới nơi rồi. Thì trong các video sau, nếu các bạn nào muốn mình trải nghiệm tiếp tục xe khách nào, nhà xe nào, muốn đi cái tuyến nào nữa thì các bạn nhớ comment phía dưới mình biết, thì mình sẽ làm thêm những cái video khác hơn cho các bạn xem. Thì thật ra mình cũng rất là ít đi xe khách các bạn ơi, mình không có biết nhiều tuyến xe, nên là bạn nào mà biết thì cứ gửi tin nhắn cho mình hoặc là có thể là comment phía dưới mình biết nhé. Còn giờ kết thúc video đây. Còn khi bạn nào muốn trải nghiệm xe khách bản đồ Việt Nam giống mình thì các bạn nhớ truy cập trên web đó là shop.tải.mod.com. Thì tới đây sẽ có bán đầy đủ những cái bản mod bằng ngày. Hôm nay mình trải nghiệm từ xe khách giường nằm nè, xe tải nè, bản đồ Việt Nam nè, mod âm thanh còi, rồi mod chất fit xe lưu thông Việt Nam, rồi mod nhiệm vụ làm xe khách, rồi mod âm thanh môi trường, các thứ rất là nhiều trên này. Nên là bạn nào muốn mua thì có thể là truy cập lên trang web shop.tải.mod.com của mình mà mua nhé. Còn bây giờ kết thúc video ở đây. Bye bye.